Chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại sân bay Kathmandu và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi chuyến bay được gọi là chuyến bay nguy hiểm nhất thế giới. Nói về sân bay mà mình sắp đến đó các bạn, tọa lạc tại Lukla, nó khoảng gần 3.000m các bạn. Áp suất mà chỗ đó nó thấp nữa các bạn và lực cản không khí nó thấp đó, nên là khi mà máy bay nó hạ cánh thì nó khó mà nó giảm tốc độ được. Với lại chỗ đó là toàn là đồi núi mà sân bay thì rất là nhỏ các bạn, khoảng 500m thôi. Bình thường sân bay tiêu chuẩn của người ta là ít nhất cũng phải 3.000m là đường băng của người ta, còn ở đây thì nó chỉ có 500m thôi, nó chỉ là khoảng 1/6 cái đường bay tiêu chuẩn thôi các bạn. Xung quanh thì toàn là đồi núi, nó không có điều kiện để cho nó bay vòng các bạn. Khi mà nó tới khu vực đó là nó phải tới thẳng sân bay và đáp thẳng xuống luôn. Và lực cản không khí thì không có, áp suất thì thấp, mà thời tiết hay thất thường nữa, nên là đây là một trong những sân bay mà nguy hiểm nhất thế giới các bạn. Mình cũng đang hơi lo, tại vì nói chung là những người mà những phi công mà được phép bay ở đây đó, thì yêu cầu rất là nhiều thứ các bạn. Yêu cầu là phải bay rất là nhiều chuyến mà kiểu đường bay ngắn tập trước đó các bạn. Đường bay ngắn và phải bay ở Nepal phải 1-2 năm gì đó thì người ta mới cho bay. Với lại nói chung là có rất là nhiều điều kiện để mới có thể bay được cái chuyến bay này các bạn. Không phải phi công nào cũng có thể bay được chuyến bay này, nên là rủi ro rất là cao. Vì vậy nên mọi thứ đều ở đây đều rất là khắt khe các bạn. Cũng có những vụ thiệt mạng mà kiểu đâm vào núi các bạn, kiểu bị khuất tầm nhìn các bạn. Ở đây thì sương mù nhiều nữa, nên là ôi trời ơi, hơi lo một xíu. Nhưng mà chính vì như vậy thì mình cũng muốn thử xem nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong, mình tiếp tục đi qua an ninh làm thủ tục. Ok. Giờ thì mình đã vào bên trong rồi các bạn. Và ở đây thủ tục nó không có quá là rắc rối, nó vẫn đầy đủ thủ tục nhưng mà cực kỳ nhanh các bạn. Ở đây thì người ta biết là khách du lịch rất là nhiều và người ta cũng muốn làm cho nó nhanh gọn, thoải mái và không cần phải kiểm tra nhiều các bạn. Ở đây nói chung, ở đây bạn đi ngoài đường thì lúc nào cũng thấy cảnh sát cầm súng đầy hết luôn. Nhưng mà các thủ tục của nó thì cực kỳ thoải mái và cực kỳ đơn giản. Đây là bên trong, mình đang ở bên trong các bạn. Xem. Các quầy làm thủ tục của nó sẽ như thế này. Một vài hãng máy bay nhưng mà nó sẽ là chung hết như thế này, cực kỳ tiện lợi các bạn. Mình vừa làm thủ tục check-in các bạn, nhưng mà hình như là hơi sớm các bạn. Bây giờ là khoảng 6:40. Mình đi trước 45 phút nhưng mà nó vẫn sớm các bạn. Ở đây kiểu người ta không có đợi lâu các bạn, nên là không cần phải đi quá sớm. Bình thường thì mình chỉ được phép check-in khoảng 20 phút trước khi cất cánh thôi các bạn. Và đó là một trong những cái mình rất là thích ở đây. Không phải là cứ lớn cứ hiện đại là tốt đâu các bạn, là kiểu là sướng đâu các bạn. Mấy cái sân bay nhỏ như này đi mới sướng đâu các bạn, kiểu chỉ cần đi ra thẳng máy bay rồi check in phát đi lên luôn. Đó là một cái nữa, rất là sợ đấy. Ủa, em nói là em nói được tiếng Việt hả? Em nói được tiếng Việt. Wow, em nói được tiếng Việt này bạn. Em này là người... em là người Việt Nam ấy. Đây là bạn dân tộc thiểu số ở Việt Nam này các bạn. Thiểu số, đúng rồi. Nói tiếng Việt rất là rõ các bạn. Ok phết nhỉ. Ồ, này là ở New York đấy các bạn. Đúng. Sao mà em biết? Đây này có anh có biết đọc được tiếng Anh không? À thế. Anh biết đọc được tiếng Anh. Em còn không biết là cái này viết cái gì. Bây giờ là khoảng 7:00 rồi các bạn. Và mình xem thử, tại vì 7:25 là bay rồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa các bạn. Như là phải lên thẳng máy bay luôn các bạn. Khi nào mà cần đến giờ bay là đến giờ bay là mình check in lên thẳng máy bay luôn. Còn bây giờ thì trước 25 phút nhưng mà nó vẫn chưa mở cửa cho mình check in các bạn. Ôi trời ơi. Kiểu mặc dù là tiện lợi phết nhưng mà mình không quen á, mình thấy hơi lo các bạn. Lo lắm. $110 các bạn, $110 là 2.500.000 á. Hình như là bên kia họ mở cửa rồi các bạn. Bên cổng check in bên kia họ mở cửa rồi. Bây giờ mình phải qua check in. Bây giờ bạn xem. Chỉ có là khoảng 15 phút trước khi bay các bạn, check-in 15 phút trước khi bay. Và check-in sau đó là phải qua cổng an ninh nữa. Nhưng mà chỉ có là 15 phút các bạn, bởi vì có thể check-in rất là nhanh và qua cổng an ninh cũng rất là nhanh luôn. Nên là họ không cần phải lâu các bạn. Cực nhanh, rất là tiện. Ôi trời ơi, lần đầu tiên mà đi máy bay mà check-in khoảng 15 phút các bạn.
Để chết đi 15 phút, rồi đi qua an ninh nữa là còn khoảng 5 phút thôi. Rồi lên máy bay luôn. Mình vừa có được thẻ lên máy bay đúng không ạ? Ghế 30. Và để xem tiếp theo như thế nào. Tại vì lần này thì mình đi check-in với lại bạn mình. Bạn này thì là người Mỹ vừa bay từ bên New York qua. Hôm qua thôi, mới đến đây hôm qua thôi các bạn. Đây là cổng an ninh. Qua đến đây thì có thể là mình sẽ không quay được các bạn. Mình vừa làm xong thủ tục rồi các bạn. Bây giờ thì mình đang ở trong bên trong cổng an ninh rồi các bạn. Cổng của mình là cổng 2. Mình sẽ qua bên kia và sẽ lên máy bay bây giờ. Lên bây giờ luôn các bạn. Tại vì bây giờ gần giờ bay rồi. Check-in rất là sát giờ bay luôn các bạn. Mình vừa nhận được thông báo là chuyến bay của mình đã trễ rồi các bạn. Khoảng 8 giờ các bạn, là trễ khoảng 30 phút. Tại vì thời tiết ở đây rất là thất thường các bạn, nên là không có chắc là phải nó sẽ bay đúng giờ. Mấy lần trước mà anh bay trực thăng thì nó cũng bị ý là vẫn em ra sân bay đúng giờ. Đúng rồi. Mình phải chắc chắn là sẽ không đúng giờ. Đúng rồi. Mình phải ra sân bay đúng giờ thôi các bạn. Nhưng mà thường thì máy bay hay trễ giờ lắm. Chắc chắn nên ra đúng giờ, nhưng mà chắc chắn cũng không ra đúng giờ. Chắc chắn nên ra đúng giờ. Không đi đúng giờ. Nhưng mà chắc chắn không đi đúng giờ, tại vì mùa này các bạn không giống như mùa hè các bạn. Nên là mùa này sương nhiều. Ok, bạn xem cái bàn để ngồi nè các bạn. Không phải là vì cái cảnh thì cái máy bay nhỏ này chắc không sao. Lúc nãy thì mình check in xong mình để luôn cũng, tại vì bất ngờ các bạn, nên là mình với lại mình hơi buồn ngủ nữa, nên là mất tập trung. Mình để luôn cục sạc dự phòng ở trong cái hành lý ký gửi rồi, hy vọng là không sao. Chứ không là không, hơi bất tiện. Họ nói là cái chuyến bay vừa nãy họ báo, cái chuyến bay lúc 6:30 đi Pokhara, đang chuẩn bị đi. Mà đang là 7:30. Cổng một. Nhưng mà dù sao thì cũng trễ, nói chung là 6:30 thì nhưng mà kiểu là mình cười đang 7:30 mà họ bảo là cái chuyến bay lúc 6:30 đang chuẩn bị đi, thì có nghĩa là chuyến bay 7:30 là cũng phải ít nhất cũng phải một tiếng nữa, không hoặc là nửa tiếng nữa, tùy. Có thể là nó sẽ khởi hành liên tục, tại vì thời tiết nó càng ngày nó càng tốt hơn rồi, nắng lên rồi. Nhanh nhanh với cái chuyến bay này thì chỉ có 15 phút thôi, thế là nó không quan trọng lắm. Nó phải, nếu mà nó phải nhanh ấy, kiểu nó ok thì đi luôn. Hiểu. Không thì có thể là 30-40 phút nữa là nó lại hợp lý. Sân bay ở đó ghê quá. Sân bay khủng quá. Tại sương nhiều á, nằm ở trên núi sương nhiều. Cuối cùng thì cũng đến lúc giờ bay rồi các bạn. Bây giờ là để xem 8:20, trễ đúng 1 tiếng. Tại vì thời tiết các bạn bây giờ nắng lên thì mới bay được. Lúc nãy thì trời hơi tối, bay nhiều lúc không thấy đường các bạn. Thank you very much. Ở đây trễ 1 tiếng đồng hồ nhưng mà nó không có bất kỳ bản thông báo nào các bạn. Đây là xe bus để đi ra sân bay. Đi ra. Không có bất kỳ một thông báo đâu các bạn. Ở đây kiểu như trễ chuyến bay rất là bình thường, tại vì thời tiết ở đây rất là bất thường các bạn. Mà máy bay thì toàn là máy bay nhỏ, nếu mà thời tiết không tốt thì không bay được. Máy bay ở đây rất nhỏ nhưng mà không phải là máy bay giống như các máy bay bay nội địa ở mình. Máy bay nội địa ở mình là máy bay Airbus 321, còn ở đây là máy bay nhỏ. Tại vì bay ở các địa hình mà núi đứng các bạn, nó không có cái không gian đủ rộng cho mình hạ cánh xuống, và hạ cánh ở đây cũng rất là làm việc các bạn. Để tí nữa mình sẽ cho bạn xem hạ cánh như thế nào, tại vì nó không phải là sân bay bằng phẳng các bạn. Nó là bằng phẳng nhưng mà nó không phải là bằng, nó là dốc các bạn. Nó dốc khoảng 12 độ, tại vì không gian không có đủ lớn để mình hạ
hạ cánh các bạn, không phải là sân bay hạ cánh trên đường bay dài, nên là ở đây hầu như là toàn là thấy máy bay của ATR 720 các bạn. Mình thấy tất cả đều là ATR 720, không có cái nào là Airbus cả. Airbus 320, 321 không có, đó là ATR. Đó là vì địa hình ở đây nên máy bay này sẽ phù hợp hơn các bạn. Ở đây các máy bay để rất là gần nhau các bạn, đằng xa kia máy bay để rất là gần nhau. Máy bay của mình là hình như là máy bay nhỏ đằng xa kia các bạn, tại vì không có quá nhiều khách mà bay ở một cái sân bay rất là đặc biệt, rất là nhỏ, nên là không biết nó sẽ cho mình bay máy bay lớn đây hay là máy bay nhỏ bên kia. Hai loại máy bay cực kỳ là cùng một loại các bạn, nhưng mà kiểu size khác nhau đó. Đây là mình đang chờ mọi người chờ họ chất hàng lên máy bay xong rồi người ta mới cho mình đi xuống. Hiện tại mình vẫn đang ở trên xe buýt mình đợi các bạn. Ok, bây giờ đến lúc mình phải lên máy bay rồi các bạn. Ôi trời ơi, đợi hơi lâu các bạn. Xong máy bay này cực kỳ nhỏ luôn mà xem, trời ơi, giống như là máy bay đi du lịch về các bạn, đi ngắm cảnh các bạn, đi dịch vụ ngắm cảnh các bạn. Đây là máy bay lớn rồi nha. Máy bay này tính ra là cũng nhỏ nè các bạn, cũng rất là nhỏ, không lớn đâu, nhưng mà cái này đó, máy bay của mình còn nhỏ hơn nữa bạn xem, cực kỳ nhỏ luôn. Mình sẽ so sánh với máy bay bên này và máy bay của mình, trời ơi cực kỳ nhỏ luôn các bạn. Free sitting. Ở trên đó hết ghế rồi đúng không? Ok. Thái Lan ngồi đây, em ngồi bên kia. Ở đâu cũng được mà. Ở đâu cũng được không sao. Ở đây là ngồi thoải mái các bạn, không có số ghế. Bay chỉ 15-20 phút các bạn. Ngồi thoải mái. Ôi trời, ngồi đây. Bỏ cháy hết địch. Dạ bạn. Ôi trời. Argentina. Bạn tiếp viên hàng không ngồi dưới các bạn, sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn đảm bảo an toàn cho mình ở trên máy bay. Tại vì máy bay này rất là đặc biệt, không phải là ai cũng đã từng đi máy bay này rồi, nên là dặn dò rất là kỹ lưỡng các bạn. Sân bay bạn xem đồ đạc người ta để trên này như thế này thôi. Sân bay cực kỳ nhỏ luôn, cực kỳ nhỏ luôn các bạn. Và sẽ là cực kỳ sốc, cực kỳ lắc luôn các bạn, cực kỳ lắc. Ngồi ghế này cực kỳ nhỏ luôn các bạn, tưởng tượng như là không có chỗ ngồi luôn. Đâu có chỗ ngồi đâu, ngồi đâu có đủ đâu. Cái chỗ tựa lưng cũng không đủ các bạn. Về cho mình cất cánh, chờ lo phép. Không đủ chỗ ngồi nữa. Bay này rất là lắc. Ngồi thoải mái và để hành lý thoải mái như thế này luôn, giống như đi xe bus.
ra thôi. Quyết tâm. Ok, đến rồi. Phú hồn các bạn. Ôi trời. Yeah, thank you very much. Dhaniva namaste. Ôi trời. Ôi trời ơi, phê thật các bạn. Cái dốc đó, cái chỗ mà hạ cánh là nó không phải là đường thẳng nha các bạn, nó là cái dốc luôn nha các bạn. Tại vì cái chỗ này cái diện tích nó không có đủ các bạn, không đủ để hạ cánh, đường băng không đủ dài để hạ cánh. Ui, đi ra đi ra làng luôn. Tại vì cái đường băng nó không đủ dài các bạn, mà xung quanh là toàn là núi cao thôi. Kiểu ví dụ như có góc nào mà núi thấp thì nó còn có cái độ trường đi xuống đó các bạn, nhưng mà này núi cao thôi, nó hạ cánh rất là gấp, nên là nó làm một cái dốc như thế này để hạ cánh các bạn, gốc khoảng 10-12 độ để cho nó giảm tốc độ của máy bay xuống được các bạn, nó hãm lại được, hãm được phần nào các bạn. Mà nói chung là sân bay rất là nhỏ, hồi nãy ở trên máy bay thì mình không thấy luôn cả cái sân bay luôn các bạn, như là máy bay đang đâm vào núi các bạn, nó bay sát núi luôn, hai bên là núi hết. Trời giá mày. Ôi trời. Giờ thì mình phải đứng đây mình đợi một chút các bạn để lấy hành lý nữa. Thì hãy hành lý là nó có cây trekking đó các bạn, cây leo núi các bạn. Cây đó thì nó nhỏ nên là không đem lên máy bay bằng sách tay và ký gửi, nên là ký gửi giờ đang đợi xe, họ đang chấp hàng lên này. The view mind blown. Và đó cũng là chuyến bay một trong những chuyến bay nguy hiểm nhất thế giới. Nói chung là đây là có thể gọi là nguy hiểm nhất thế giới rồi các bạn. Nó sẽ bay bằng các loại máy bay như vậy và nó hạ cánh gấp như vậy và mọi thứ như các bạn thấy. Đây cũng đã kết lại video về chuyến bay nguy hiểm nhất thế giới. Và nếu các bạn muốn review gì nữa thì cứ để lại bình luận ở bên dưới, mình sẽ đi đến đó review cho các bạn xem ha. Nếu các bạn thích video này đừng quên like, share và đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video review tiếp theo ha. Chào các bạn.